Chào mừng quý vị trở lại với kênh YouTube của Lâm Viên. Lâu quá chúng ta không có dịp nói chuyện với nhau phải không quý vị? Trong khoảng thời gian 2 năm vừa qua thì dịch cứ xảy ra liên tục. Chúng ta có 4 đợt dịch rồi, cho nên là chúng tôi cũng ít có điều kiện để mà thực hiện các cái chương trình để cho quý vị xem. Tuy nhiên thì Chuông Vàng Vòng Cổ năm 2021 đã trở lại. Có gì khác biệt giữa Chuông Vàng Vòng Cổ 2020 và 2021? Có rất nhiều quý vị, đặc biệt là ở vòng sơ tuyển. Nếu như vòng sơ tuyển Chuông Vàng Vòng Cổ năm 2020, chúng tôi tổ chức rất nhiều điểm sơ tuyển ở các địa phương khác nhau, các cụm thi khác nhau, thì năm 2021 xin nói ngay là chúng ta không tổ chức vòng sơ tuyển tại các địa phương. Vậy thì để tham gia vòng sơ tuyển Chuông Vàng Vòng Cổ năm 2021, chúng ta phải làm thế nào? Nếu quý vị nào đã có theo dõi cuộc thi vòng cổ online các năm trước thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng đăng ký dự thi Chuông Vàng Vòng Cổ năm 2021. Bởi vì cách thức dự thi của Chuông Vàng Vòng Cổ năm 2021 cũng giống y hệt như vòng cổ online của các năm. Cơ bản các bạn sẽ quay một clip, trong đó các bạn ca hai câu vòng cổ gửi về cho ban tổ chức. Và ban tổ chức sẽ chấm điểm trên các clip đó để chọn 36 thí sinh vào vòng tuyển chọn cho Chuông Vàng Vòng Cổ năm 2021. Vậy thì làm cách nào để quay clip, gửi clip và được tham dự sơ tuyển? Để quay các clip thì các bạn có thể hoặc là chúng ta chọn một người đờn để phụ cho chúng ta đờn clip, hoặc là các bạn có thể sử dụng âm thanh nguồn từ karaoke, miễn sao khi mà ghi hình thì cái ca và đờn nó rõ ràng để cho bạn tổ chức chấm là được. Các suột quay thì chúng ta sẽ quay thành một suột, không cắt dựng, không dùng kỹ xảo effect âm thanh hình ảnh để cho ban tổ chức có thể dựa trên cái clip mộc mạc đó mà chấm điểm các bạn. Thông thường thì tôi thấy rất là nhiều bạn hay sử dụng cái khung hình dọc máy để quay clip, nó rất là phù hợp cho Facebook hay TikTok. Tuy nhiên để mà tham dự cái Chuông Vàng Vòng Cổ năm 2021 thì tôi khuyên các bạn nên dùng cái khung hình ngang máy để chúng ta quay. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà quay cái khung hình ngang máy như thế này thì khi mà gửi về ban tổ chức thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái chất lượng tối thiểu của clip là HD 720 ha. Và hơn nữa nó cũng phù hợp với cái khung hình của TV mà các bạn xem. Thì khi mà lỡ như các bạn ca hay, các bạn được chọn để phát sóng trong các cái hoạt động của Chuông Vàng Vòng Cổ năm 2021 thì cái gương mặt các bạn sẽ lên hình rất là đẹp. Đương nhiên thì ngoài yếu tố khung hình là quan trọng nhất, tôi dặn các bạn, bởi vì thường thấy các bạn quay như dọc như thế này thì nó không phù hợp. Ngoài ra thì cái clip của bạn cũng phải đạt cái là ánh sáng gương mặt cho nó tối thiểu như thế nào đó để người ta nhận diện được gương mặt của các bạn. Đừng có quay tối quá, đen quá. Chúng ta có thể quay góc máy, quay bên này, quay bên kia để làm sao cho nó đủ sáng. Khung hình thì nên ở một cái khung có thể là hơn nửa người một chút, và có thể là bên này chúng ta hoặc bên này hoặc bên này chúng ta có thể có nhìn thấy cái người đờn nếu có ha. Các bạn sẽ truy cập vào fanpage Chuông Vàng Vòng Cổ. Fanpage Chuông Vàng Vòng Cổ đã rất là quen thuộc với quý vị khán giả qua nhiều cái hoạt động của Chuông Vàng trong những cái năm trước. Ngoài ra chúng ta có thể truy cập trang htv.com.vn để chúng ta điền mẫu dự thi, chúng ta upload clip và chúng ta theo dõi những cái thông tin về thông báo về nhận clip. Và các bạn khi mà đăng ký số điện thoại thì chúng ta cũng nhớ ở điện thoại luôn ở trong tình trạng có sóng nha các bạn. Đừng có để cái điện thoại ở trong tình trạng không có phủ sóng thì ban tổ chức sẽ không liên hệ lại được với các bạn, trong trường hợp là cái clip nó không đạt yếu tố kỹ thuật để chấm thi. Ngoài ra các bạn cũng có thể upload cái clip các bạn lên Facebook, lên YouTube, lên các cái hosting khác, ví dụ như là Google Drive hay là Upfile hay gì đó, Upsharing gì đó, rất là nhiều cái, và chúng ta copy cái đường link chúng ta gửi về thay vì chúng ta upload thẳng trực tiếp lên trên cái hosting của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy chúng ta sẽ ca hai câu vòng cổ, một bài vòng cổ tự chọn, không có quy định các bạn về nội dung hay bài ca. Và bạn nào tự tin về giọng ca của mình thì chúng ta cũng nên chuẩn bị một bài vòng cổ 3 câu để chúng ta có thể bước tiếp vào vòng 36 thí sinh. Rất tiếc nếu như không được tham dự một buổi sơ tuyển
trực tiếp được tổ chức tại địa phương các bạn, thì các bạn sẽ mất đi cái cơ hội mà được nhạc sĩ Hoàng Thành và các nhạc sĩ của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đàn cho các bạn hát trên một sân khấu rất là đẹp, sân khấu rất là lộng lẫy để có nhiều cái kỷ niệm. Tuy nhiên qua hình thức thi online này thì tôi cho rằng là các bạn sẽ xóa bỏ được cái sự rụt rè nhút nhát khi mà các bạn bước lên sân khấu đó, và các bạn có thể hoàn toàn có thể ở nhà các bạn ghi hình chừng nào các bạn thấy là tự tin với cái tiết mục dự thi của mình thì các bạn sẽ gửi đi. Tuy nhiên cuối cùng nếu các bạn đạt được yêu cầu thì các bạn cũng sẽ được bước lên sân khấu của vòng tuyển chọn. Vòng tuyển chọn và vòng chung kết năm nay các cách thức tổ chức không khác biệt so với mọi năm. Vòng sơ tuyển cuộc thi Trung Hoàng Mông Cổ năm 2021 sẽ được tổ chức diễn ra trong tháng 6. Vì vậy các bạn hãy nhanh chóng tập luyện tiết mục của mình để có thể tham gia được cuộc thi Trung Hoàng Mông Cổ năm 2021 thật là tự tin các bạn nhé. Chúc các bạn vui vẻ và đăng ký tham dự cuộc thi Trung Hoàng Mông Cổ năm 2021 thật đông, thật là hào hứng để chúng ta có nhiều cái nhân tố mới cho sân khấu cải lương cho cuộc thi Trung Hoàng Mông Cổ. Và đừng quên nhấn nút subscribe, share clip này nếu các bạn thấy clip này hữu ích. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.